ăn thử đi. Khoan. Đây, này là cái viên chiên. Tôm. Chả. Mật. Nói chung này là cơm canh hải sản. Không, nghe lại nói cái quán này cũng hay à, giống như ăn cháo vậy đó, mà thử ăn nó ra nó là giống như cơm canh thôi. Rồi, giờ hấp miếng nước thử rồi. Đây đẹp đi. À, hơi lạ. Nói chung là giống ở nhà mẹ nấu. Ngon không? Nhà mình này giống như là hơi lạ. Lạ ngon. Quay là cũng lại cái món này là tao nghe nó quảng cáo là cuối cùng ăn giống mũi nhẹ hơn với cành vậy hơn. Ừ. Thank you. Còn đây là hình như là miếng xào trứng. Đây là miếng xào trứng. Ớt, đó là giống ớt ngâm giấm của mình. Đây là ớt xanh ngâm giấm. Có một cái là nó ăn với đường, muốn ăn thì ăn, ăn đường nữa hả? Nói chung là cái ăn rất là ngọt, nhưng mà thôi mình không bỏ. À vậy thôi. Thử rồi có cái gì đặc biệt hơn không? Trời má ơi, là miếng xào trứng không à? Ai biết mà chỉ muốn đó. Thì tại thấy miếng ngon. Trứng không à? Xin cái chén không? Xin cái chén đi. Còn ở đây là cơm cơm. Thần phay phù hộ cho nhiều người like. Cái này không ai like. Này ít quá tại sao? Phù hộ cho con nhiều người like và chia sẻ nha. Đây là món miếng xào trứng với món cơm canh hải sản mình ăn ở bên Thái. Không đi Thái mà nhớ món mẹ làm. Ừ. Nó cũng tương đương như món mẹ làm nhưng mà nó sang trọng hơn. Ok rồi ăn đi. Món này chắc có thể mình nghĩ là lên 300 ngàn ngon hơn. Lạ không? Không có mắm gì hết trơn á. Giờ thì không ăn cay là cái ớt. Tương ớt không à? Đường ớt. Ớt ngâm giấm xanh đó, ngâm giấm đỏ. Đường. Không có nước tương. Đông quá. Ê gắn cái hình con hu lên dễ thương lắm mà. Nhưng mà lạ nhưng mà ngon không? Giờ chú ăn đi cũng quay cho mẹ con. Để cho đủ. Có hai món à. Giờ bà thử món này đây. Ăn rồi đó, không phải lạ. Rồi, bye bye.